nghiên cứu vaccine COVID-19 đã có những người về trước. Thế nhưng, vẫn còn đó một cuộc đua bỏ ngỏ. Chúng ta cứ phải đóng cửa xã hội vì vẫn chưa có thuốc chữa. Cuộc đua nghiên cứu và sản xuất thuốc đặc trị COVID-19 dù đã có tín hiệu tích cực nhưng đắt đỏ và còn nhiều thách thức. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì nhờ có các chiến dịch tiêm chủng vaccine, tỷ lệ mắc mới COVID-19 đang giảm ở một số quốc gia. Thế nhưng nhiều quốc gia khác thì vẫn đang tiếp tục phải vật lộn với sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Vì thế thì bên cạnh việc nỗ lực phủ rộng vaccine, cuộc đua tìm kiếm thuốc đặc trị COVID-19 cũng cần có thêm động lực để đẩy nhanh tiến độ. Đại dịch COVID-19 được các nhà khoa học dự báo là có thể trở thành một căn bệnh theo mùa, tương tự như là bệnh cúm. Con người trong tương lai có khả năng phải chung sống với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó thì do nguồn cung vaccine thiếu hụt ở nhiều quốc gia, phần lớn thế giới sẽ không được tiêm phòng liên tục và đầy đủ trong vài năm tới và cũng vẫn còn những người chần chừ trong việc tiêm vaccine. Với tất cả những nguyên nhân này thì việc tìm ra được thuốc điều trị hiệu quả COVID-19 cũng là một giải pháp bền vững. Trong khi mà cuộc đua phát triển vaccine ngừa COVID-19 đã có nhiều đối thủ về trước, một số loại vaccine đạt được hiệu quả cao và được đưa vào tiêm phòng diện rộng trên toàn thế giới, thì việc tìm kiếm một loại thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả có thể giúp cho người nhiễm khỏi bệnh trong một thời gian ngắn lại là một cuộc đua khó khăn hơn. Tuy nhiên thì đã có những tín hiệu tích cực. Cuối tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép thuốc kháng virus Remdesivir của công ty Gilead Sciences trong điều trị bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, trở thành loại thuốc đầu tiên và duy nhất được chấp nhận dùng trong điều trị căn bệnh này ở Mỹ. Hồi tháng 2 năm nay, Hàn Quốc đã cấp phép cho Regirona do tập đoàn dược phẩm Celltrion bào chế, trở thành thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được sản xuất tại Hàn Quốc. Ngày 14 tháng 6, kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với Regirona, thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể, cho thấy thuốc giúp giảm 54% nguy cơ bệnh trở nặng. Trong khi đó, thời gian cần thiết để hồi phục giảm trung bình 4,9 ngày đối với tất cả bệnh nhân COVID-19. Các thử nghiệm trên người của chúng tôi được tiến hành trên toàn cầu. Vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ có thể xuất khẩu. Chúng tôi đang xem xét để giá thuốc của chúng tôi rẻ hơn giá đầu tiên được đề xuất cho Remdesivir. Nếu như Regirona hay Remdesivir phù hợp với những bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện điều trị và là các loại thuốc tiêm tĩnh mạch, thì thuốc kháng virus Monubiravir do công ty Drive của Mỹ điều chế lại được dùng điều trị trong giai đoạn đầu của bệnh và ở dạng uống. Chính phủ Mỹ cho biết sẽ mua 1,7 triệu liều thuốc Monubiravir nếu cuộc thử nghiệm quy mô lớn hiện nay thành công. Vào tháng 3 năm nay, Pfizer cũng đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn đầu trên người ở Mỹ về phương pháp điều trị COVID-19 đường uống thử nghiệm. Đây là bước tiếp theo sau một thử nghiệm riêng biệt của công ty về thuốc tiêm tĩnh mạch bắt đầu vào mùa thu năm ngoái. Theo các chuyên gia, với tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các biến thể mới đang xuất hiện, thì thuốc kháng virus SARS-CoV-2 đang là thứ vũ khí điều trị được đặt hy vọng. Rõ ràng vaccine vẫn giữ vị trí trung tâm trong kho vũ khí chống lại COVID-19 của chúng ta. Nhưng thuốc kháng virus có thể là thứ bổ sung quan trọng cho các vaccine hiện có. Còn ở nước ta thì theo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mới đây thì Viện đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm. Đây là thuốc có cơ chế hoạt động tương tự như là Remdesivir, nhưng mà thay vì là dạng hít thì được sử dụng ở dạng uống. Favipiravir đã được chấp thuận sử dụng ở Italia, Nhật Bản, Nga và một số nước khác. Trong thời gian tới thì các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng quy mô quy trình tổng hợp thuốc này. Vâng, tính cần thiết thì đã rõ ràng. Thế nhưng thuốc điều trị COVID-19 hiện nay vẫn chưa thể có rộng rãi là bởi các nhà nghiên cứu vẫn còn nhiều thách thức. Ít có những loại thuốc mang lại kết quả thử nghiệm khả quan, thêm vào đó thì quá trình thử nghiệm thuốc cũng gặp nhiều khó khăn. Giữa tháng này, hãng AstraZeneca thừa nhận loại thuốc có tên là AZD7442 với mục đích điều trị COVID-19 đã không thành công trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trước khi được cấp phép. Theo báo cáo, thuốc này chỉ có hiệu quả điều trị khoảng 33%. Trong khi đó, loại thuốc này ban đầu được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các triệu chứng bệnh nghiêm trọng trong vòng 8 ngày sau khi phơi nhiễm. AstraZeneca thừa nhận kết quả này không đáp ứng mục tiêu. Thế nhưng, hãng sẽ không vội từ bỏ mà sẽ tiếp tục thêm 5 cuộc thử nghiệm nữa. Sở dĩ cuộc chạy đua điều chế vaccine đã có những đơn vị về đích,
trong khi cuộc đua sản xuất thuốc COVID-19 vẫn còn bị bỏ ngỏ là vì thuốc điều trị và vaccine có cơ chế hoạt động khác nhau. Vaccine chỉ cần kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể, trong khi đó, thuốc điều trị hiệu quả phải ngăn chặn được virus lây lan khắp cơ thể, đồng thời đủ chọn lọc để tránh tác động vào các tế bào khỏe mạnh. Bệnh COVID-19 có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, như tỷ lệ tử vong, bệnh trở nên nặng hơn. Vì thế, nghiên cứu được thuốc điều trị cần giải quyết rất nhiều vấn đề của bệnh. Để sản xuất được thuốc điều trị, ngoài quá trình nghiên cứu lâm sàng, còn cần chứng minh bằng số liệu rằng loại thuốc này sẽ hiệu quả với việc thử nghiệm trên lượng lớn bệnh nhân. Hiện nhiều đơn vị nghiên cứu thuốc đặc trị COVID-19 cho biết họ gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Nguyên nhân là vì họ cần tìm những người mới bị nhiễm bệnh để chứng minh rằng một loại thuốc có tác động đáng kể đến sức khỏe của bệnh nhân. Thế nhưng, thường thì những người mới nhiễm virus chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ, khó xác định. Thêm vào đó, một số quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao không phải là nơi lý tưởng để thử nghiệm thuốc. Các chuyên gia cho biết, thử nghiệm phải được thực hiện ở các quốc gia nơi COVID-19 vẫn đang gia tăng. Thách thức là thế, nhưng có một điều chắc chắn là các nhà khoa học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tìm được thuốc đặc trị COVID-19 hiệu quả.